chịu khó để đi được đấy, thế chứ mà mình nhúc nhích cái nữa đang bay đó. Dạ. Rồi ok, thật ra cái suy thần cấp thì các bạn đã biết hết rồi, nhưng mà mình nhắc lại một số các cái vấn đề hoặc là một số các cái quan điểm mà mình mới chút xíu thôi, chứ không có gì phải lo nha. Rồi trước đấy thì rõ ràng suy thần cấp được định nghĩa bởi cái tình trạng chức năng thần suy sụp một cách nhanh chóng. Nhanh chóng tức là gì? Là vài ngày, vài giờ. Vài ngày, vài giờ nhé. Tự nhiên rửa bát, tự nhiên chức năng thần nó giảm ào. Đó. Suy sụp một cách rất nhanh chóng. Trong vài ngày, vài giờ. Đặc biệt là nó có thể hồi phục hoàn toàn. Rất là hay chỗ đó. Thêm một cái nữa thì tỷ lệ trước đây khi mà có khái niệm như vậy á thì tỷ thấp 1 đến 3% nhé. Alo. Dạ phải, xin lỗi, dạ nhưng mà em đang giảng bài, xin lỗi chị, anh nhắn tin cho em phải được không? Dạ à, rồi anh đâu à, rồi rồi nhắn tin cho em phải đâu không? Em đang giảng. Dạ ok anh. Dạ, đó. Rồi cái tỷ lệ trước đấy thì người ta thấy rất là thấp, tuy nhiên ngày nay bắt đầu người ta mở rộng dần ra khái niệm suy thận cấp, hơn giống như trong kỳ suy thận mãn, bây giờ người ta mở rộng ra bệnh thận mãn là vì vậy đó, nó lại sớm hơn những bệnh nhân chưa có chức năng thần suy sụp, người ta bắt đầu đưa vào để theo dõi và điều trị rồi. Cho nên bây giờ các bạn biết rằng là người ta nhận thấy nếu như chúng ta mở rộng ra đó là bệnh thần cấp và tổn thương thần cấp thay cho suy thận cấp, thì đấy là một tình trạng cực kỳ thường gặp. Nó có đến theo như tài liệu 2020 của Hiệp hội các giáo sư giảng dạy về thần học của Pháp, thì nó đến 25% bệnh nhân nhập viện, nhiều gì sợ chứ, nó có thay đổi creatine máu là xong, hoặc là giảm lượng tiểu là xong. Cho nên sao? Với ước lượng trên 4 triệu bệnh nhân ở Pháp mỗi năm, làm cho chúng ta thấy rằng bây giờ khái niệm nó hơi thay đổi, ở chỗ là người ta nhấn mạnh đến cái sự thay đổi về chức năng thần một cách nhẹ nhàng hơn, chứ không phải suy sụp ầm ầm như trước kia, suy sụp nhanh chóng như trước kia. Và chắc chắn rằng chính vì cái sự mở rộng khái niệm đó mà cái tỷ lệ bệnh nhân bị tổn thương thần cấp, bị bệnh thần cấp và cả bị cái nặng nhất là suy thận cấp thì nặng hơn, nhiều hơn đó. Và người ta nhận thấy thường gặp ở trên những bệnh nhân già, những bệnh nhân có những cái bệnh phổi hợp trước đây, hay gặp là tim mạch, là các bệnh chuyển hóa, bệnh thần có trước và một số bệnh mạng tính khác nha. Trước kia thì là suy thận cấp thôi, đấy, người ta khái niệm suy thận cấp thôi. Nhưng các bạn biết rằng là nếu như suy thận cấp thôi, thậm chí giảm nguy hiểm, có nghĩa rằng mức lọc cầu thận ít nhất là phải dưới 60 ml trên phút trên 1,73 mét vuông da, người ta mới chẩn đoán được là bệnh nhân này bị suy thận cấp đó. Thế bây giờ các bạn tưởng tượng rằng là tẻ đã có một cái bệnh nhân nhé, bình thường mức lọc cầu thận của họ khoảng chừng 120 ml trên phút, bây giờ họ bị bệnh nặng một phát, mức lọc cầu thận là xuống ao, từ 120 xuống còn 70 ml trên phút, họ không thể được chẩn đoán là suy thận cấp được, bởi vì đã suy thận thì mức lọc phải dưới 60. Như vậy cho nên là nếu như chúng ta cứ bám theo cái quan niệm cũ là phải suy thận như vậy, phải nặng như vậy, khó khăn như vậy, thì những cái bệnh nhân mà mình đang dễ ví dụ, tức là bệnh nhân mức lọc cầu thận 120 vọt xuống tại con 70, thì nó không được chẩn đoán là suy thận cấp, bởi vì nó chưa suy thận, suy thận là phải mức lọc cầu thận dưới 60 ml trên phút đấy. Cho nên sao? Chúng ta phải thay đổi, có nghĩa rằng là người ta đưa vào khái niệm tổn thương thần cấp và bệnh thần cấp.
để chúng ta biết rằng à, té ra cái tốc độ giảm của mức lọc cầu thận, hay nói cách khác cụ thể hơn trên lâm sàng, đó là tốc độ tăng của creatinine máu và giảm của lượng nước tiểu là cái mà chúng ta cần quan tâm để có thể chẩn đoán và điều trị sớm những cái mối đe dọa cho bệnh thận một cách cấp tính, phải ha? Dường rượu có nghĩa rằng là chúng ta sẽ mở rộng ra thêm, mở thế nào? Đối với KDIGO 2012 thì rõ ràng người ta nhận thấy này, rất đơn giản, tổn thương thận cấp, tức là cái mà rộng nhất nhé, tổn thương thận cấp là nó chỉ cần tăng cái creatinine máu trên 26 micromol trên lít trong vòng 2 ngày, hoặc là tăng gấp rưỡi cái creatinine máu trong vòng 7 ngày. Đây, đó là giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là tăng gấp đôi, giai đoạn 3 tăng gấp 3 hết. Đó thôi. Nói cách khác là gì? À, cái khái niệm của họ theo cái giai đoạn nặng nhẹ của cái đi gấu á, thì là chỉ cần tăng gấp rưỡi, tăng gấp đôi và tăng gấp ba để chúng ta theo dõi thấy trong vòng 7 ngày. Dạng như vậy. Và tất nhiên lượng nước tiểu á, thì còn quy định của hãng hay là định nghĩa của nó là nó phải dưới 0,5 ml trong kg trong giờ, mà nó ít nhất á, là nó phải kéo dài trong 6 giờ, đúng không? Và nếu kéo dài trong 12 giờ thì là giai đoạn 2, và nếu kéo dài hơn nữa và nặng hơn nữa, ví dụ dưới 0,3 và dài hơn một ngày thì giai đoạn 3. Đó là cái định nghĩa về cái phân phân loại nhé. Rồi còn định nghĩa đây, định nghĩa đấy là định nghĩa về cái mà sớm nhất, điều chỉnh gọn nhất, hay nói cách khác là chậm nợ nhất ấy. Đó là tổn thương thận cấp các bạn ha, cái tổn thương thận cấp ba cái hồi nãy này. Đó, cái mà tổn thương thận cấp trước kia là suy thận cấp, bây giờ cái mà tổn thương thận cấp này này, thì đó định nghĩa của tổn thương thận cấp. Tổn thương thận cấp được định nghĩa khi có một trong ba dấu chứng sau, chỉ cần một trong ba dấu chứng thôi các bạn ha, đó chỉ cần có một dấu thôi thì đã được chẩn đoán là rất ngại. Thứ nhất đó là nồng độ creatinine máu tăng trên 26,5 micromol trên lít trong vòng 48 giờ mà thôi. Hoặc thứ hai đó là nồng độ creatinine máu tăng gấp 1,5 lần trước đó. Thấy chưa? Xảy ra trong vòng 7 ngày trước đó mà thôi. Và cái thứ ba đó là lượng nước tiểu giảm đi, sáu giờ như vậy, ít nhất 6 giờ trước đó nha. Đó là một trong ba cái dấu, mà chỉ cần một trong ba dấu này là chẩn đoán là tổn thương thận cấp. Như vậy các bạn lướt qua cái thấy này, nó khác với trước cái gì? Tổn thương thận cấp và định nghĩa suy thận cấp trước đây là cái thứ nhất, người ta dựa vào chủ yếu là sự tăng, tốc độ tăng của creatinine máu. Và cái thứ hai đó là người ta quay trở lại, trước kia người ta đã đưa vào sau đó người ta bỏ, bây giờ người ta quay trở lại nhấn mạnh tầm quan trọng của lượng nước tiểu trong những giờ trước đó. À, và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng đối với định nghĩa tổn thương thận cấp của Hội Thận học Hoa Kỳ năm 2012 này, thì tẻ ra chúng ta phải theo dõi. Bởi vì trước đấy là người ta ghi rất rõ này, đó là sự tăng creatinine máu. À, ví dụ như là so với trước đến 26,5 micromol nữa. Ví dụ như trước đấy là 120 giờ, bây giờ phải trên 150 dạng như vậy. À, ok, 120 micromol lên, bây giờ trên 150. Khi đó nó mới được xem là như tổn thương thận cấp, nhưng phải là xảy ra rất là nhanh trong vòng 48 giờ. Thế còn nếu mà tăng từ 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 trong vòng 7 ngày, 10 ngày mà tăng từ từ lên, không phải là tổn thương thận cấp, được chưa? Mà sẽ là một khái niệm khác. Ok, nói như vậy thì các bạn sẽ biết được rằng là tẻ ra bây giờ cái việc mà chúng ta đánh giá tổn thương thận cấp,
nó phụ thuộc vào cái việc chúng ta theo dõi để biết được rằng nồng độ creatinine máu thay đổi như thế nào với giữa lần sau với lần trước. Và như vậy tại ra ở Việt Nam mình đôi lúc ở một số trường hợp khó khăn khi chúng ta không biết được 2 ngày trước đó hay 7 ngày trước đó bệnh nhân có cái nồng độ creatinine máu như thế nào, để chúng ta so lại để chúng ta mới biết được rửa thì hắn có tăng trên 26,5 không ta, hay là hắn có tăng thêm 1,5 lần không ta. Nếu chúng ta biết được cái lượng protein bình thường hay là hay có trước đó của bệnh nhân thì chúng ta mới so được đấy. Nhưng rõ ràng nhìn kỹ lại hay là đi thẳng vào lâm sàng chúng ta mới thấy rằng tẻ ra cái định nghĩa tổn thương thận cấp này ấy, là nó cực kỳ hữu hiệu, nhất là trong những bệnh nhân đang nằm viện, đang ở khoa hồi sức. Thì người ta sẽ phát hiện rất nhanh cái AKI này, tức là cái tổn thương thận cấp này. Các bạn lưu ý đó. Rồi bây giờ là có thêm một cái khái niệm khác nữa, đó là khái niệm bệnh thận cấp ha. Bệnh thận cấp thì như vậy các bạn thấy nó sẽ có một cái điểm hồng hồi trước cái bài suy thận cấp, bài suy thận bàng hay bệnh thận bàng là thầy Tám thầy có dạy các bạn rồi, bây giờ mình sẽ đã qua thôi. Nhưng mà rõ ràng này, khi các bạn chẩn đoán bệnh thận bàng thì chẩn đoán bệnh thận đúng không, và màng tính đây, bệnh thận thì là có các bằng chứng rồi đó, màng tính là trên 3 tháng. Như vậy là tổ bằng chứng của bệnh thận, bằng chứng trên 3 tháng là ok, bệnh thận trên 3 tháng là bệnh thận màng, đúng chưa? Rồi nhưng bây giờ là bây giờ cái tổn thương thận ok, bằng chứng của tổn thương thận mà nếu nó dưới 48 giờ hoặc hay gặp nhất là dưới 7 ngày đúng không, nó tăng trên nó 1,5 dưới 7 ngày thì là ok, trường hợp là tổn thương thận cấp. Như vậy các bạn sẽ còn băn khoăn một chỗ nữa, đó là rửa thiên 8 ngày và răng, 10 ngày và răng, tức là từ 1 tuần đến 3 tháng thì tiêu chuẩn nào. Rồi, các bạn lưu ý này, nếu như mà nó trên 3 tháng ok bệnh thận cấp, chứ là bệnh thận màng, trên 3 tháng suy thận màng, trên 3 tháng bệnh thận màng đúng không, mình biết rồi. Nhưng bây giờ dưới 7 ngày ok tổn thương cấp, vậy thì nếu như một bệnh nhân xảy ra tình trạng suy thận, xảy ra tình trạng tăng creatinine máu nằm trong cái giai đoạn khoảng từ 7 ngày cho đến 3 tháng thì đó, đó là khái niệm bệnh thận cấp chỗ này đây các bạn. Đây bệnh thận cấp. Cho nên là có một cái bối cảnh nó rất rõ. Mình không nói cái dưới này ấy, thì là một bệnh nhân đã có viện rồi. Thôi cái này thì mình tính sau. Nhưng mà cái trên này, bây giờ một bệnh nhân bình thường từ cái baseline tất cả cái quay lăng cái mức lọc cầu thận thường có của bệnh nhân là bình thường đây, trên 60, đúng chưa? Và trong vòng 7 ngày mình nghiên cứu mình thấy hắn cũng không tăng lên 1,5 lần, có nghĩa là nó không có tổn thương thận cấp. Nhưng theo dõi trong vòng 3 tháng người ta mới nhận thấy rằng mức lọc cầu thận nó giảm xuống dưới 60. Giảm xuống dưới 60 rõ ràng là bệnh thận suy thận cấp rồi, là suy thận rồi. Nhưng mà nó không phải suy thận mà nó là nằm cấp đúng không? Dưới 3 tháng, đúng chưa? Đó, cái này nằm trong vòng dưới 3 tháng. Cho nên là đưa ra một khái niệm là bệnh thận mà nó tương đương với là cái suy thận, chứ là bệnh thận cấp tương đương với cái suy thận cấp trước đây dưới 3 tháng, đúng chưa? Đấy, dạy như vậy thì các bạn lưu ý luôn là như vậy, nếu như bệnh nhân đó mà nó dưới 3 tháng, một cái suy thận dưới 3 tháng thì cứ xem đó là suy thận cấp đấy ha, đó, hay là bệnh thận cấp rồi. Cái này chắc là các bạn đọc thôi nghe, mình không không nhắc nữa, bây giờ không có thời gian nhắc cái này. Nói chung là chức năng thận giảm có nhiều lý do khác nhau ha. Rồi nguyên nhân cái này đọc luôn, nguyên nhân trước thận, nguyên nhân tà sau thận, nguyên nhân tại thận, tuy nhiên tùy thuộc vào từng nhóm nguyên nhân sẽ có bối cảnh, sẽ có đánh giá và sẽ có điều trị khác nhau, mình sẽ nhận nhắc sau. Nhưng rõ ràng rất là dễ, trước thận ví dụ như hại áp, sau thận ví dụ như tắc nghẽn, tại thận ví dụ như tổn thương viêm cầu thận cấp, tổn thương mạch thận cấp hay là hòa thượng thận cấp vân vân ha. Đó, 3 nhóm cái này là học từ hồi mà sinh viên rồi, mình nhắc lại được. Đấy, đối với suy thận cấp trước thận chủ yếu là giảm lưu lượng máu đến thận,
được chưa? Và như vậy mình đề nghị các bạn đọc thôi. Suy thận cấp tự thân còn gọi là suy thận cấp chức năng. Nhắc lại, suy thận cấp tự thân thì mình còn gọi là suy thận cấp chức năng. Và coi chừng suy thận cấp chức năng thì có thể dẫn đến suy thận cấp thực thể nhé ha. Tí nữa mình sẽ nhấn mạnh cái chuyện đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng rằng suy thận cấp chức năng hay là suy thận cấp tự thân tưởng tượng như một cái tình trạng hạ huyết áp, thì do hạ huyết áp cho nên lượng máu để cung cấp cho cái sự lọc của thận không đủ, làm thận không thể lọc được. Thận không thể lọc được thì chắc chắn là tổn thương suy thận gây ra, đúng không? Rồi, đó là cái cơ chế của suy thận cấp trước thận. Suy thận cấp sau thận là chủ yếu là tắc nghẽn và ha, tắc nghẽn. Nhưng các bạn cũng nhớ luôn là tắc nghẽn thường phải hai bên, đúng không? Còn nếu tắc một bên thì bên đó phải là thận độc nhất, có nghĩa là có một cái thận ấy thì tắc nếu có ok thì suy thận cấp đúng. Còn tắc một bên mà bên kia bình thường thì không có cái khả năng sinh ra suy thận cấp. Bởi vì các bạn lưu ý luôn là cái thận của mình nó bù trừ khá tốt. Khi một bệnh nhân họ cho thận chẳng hạn trong ghép á, thì họ cho con họ quả thận thì họ vẫn sống bình thường với quả thận còn lại. Tất nhiên là chức năng hay là mức lọc của thận có thể giảm gần nửa, rồi sau đó nó sẽ có phần bù trừ nó lên chút chút vân vân, nhưng mà rõ ràng á là nó không nặng nề như mà ta nghĩ. Hay là cách khác là tự nhiên một cái viên sỏi nó rớt xuống ở một bên thận, còn thận bên kia nó vẫn bình thường lành lặn, thì khó lòng mà đưa ra suy thận cấp, khó lòng chưa? Chính vì vậy thì các bạn nên nhớ là cái việc hai hai viên sỏi mà nó nhảy xuống nó tắc một lần là cực kỳ hiếm. Bây giờ cũng lẹ mà sỏi mà cả hai bên có nhiều nhiều lắm, nhưng mà trừ hai bên viên sỏi đó thì phải rủ nhau rồi một hai ba nó nhảy xuống từ nên thần nó rớt xuống nó tắc nhiều quả, tắc cả hai bên mà phải tắc cùng một lần, khi đó nó gây suy thận cấp. Chứ nếu không nó suy thận cấp đó thì nó hiếm, đúng không? Rõ ràng cái đó là hiếm. Tuy nhiên cái thường hay gặp nhất tẻ ra là sỏi, tẻ ra là tắc nghẽn, nhưng không phải là tắc cả hai bên, mà thường hay gặp là tình trạng đi này. Đó là sỏi á, thì là một cái bệnh lý đến bây giờ được xem là đa yếu tố về mặt nguyên nhân. Cho nên khi sỏi mà nó đã xảy ra, sỏi hệ thống thần kinh niếu, thì cái việc nguy cơ tái phát và việc điều trị kéo dài thậm chí là có thể có biến chứng nhiều là thường gặp ở Việt Nam. Mình nói như vậy có nghĩa rằng là một cái trường hợp sỏi thận hay sỏi niệu quản hay là sỏi bàng quang niệu đạo vân vân mà nó đã có thì có thể nó sẽ tái phát, có thể nó sẽ sinh ra những hòn sỏi khác, hoặc là có thể nó đã gây biến chứng bị đi bị lại nhiều lần. Thậm chí sỏi xảy ra trên một bệnh nhân, có thể bệnh nhân đó đã được phẫu thuật nhiều lần để có thể can thiệp sỏi. Chính vì vậy có thể có một cái hậu quả đó là bệnh nhân bị sỏi nó sẽ tổn thương thận và hỏng chức năng thận một bên. Một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên sỏi của viên thận bên kia, một viên sỏi của thận bên kia rớt xuống tắc, bên này thì cái thận gần hỏng rồi, làm cho bộc lộ một cái suy thận rất nhanh là dạng như vậy. Còn trước kia người ta vẫn đưa ra cái khái niệm là phản xạ thần thần ấy, thì bây giờ dần dần người ta không nhắc đến nữa rồi. Này, khái niệm phản xạ thần thần tức là trước kia mình lại được được huấn luyện cái đó hơi nhiều. Người ta nói rằng là quan sát thấy có rất là nhiều bệnh nhân chỉ tổn thương thận một bên nhưng mà gây ra vô điều cả cho thận bên kia, thì dần dần khái niệm này càng ngày càng ít đi. Cho nên phản xạ thần thần là
tắc nghẽn một bên, gây họng thần một bên hay là mất chức năng thần bên, còn gây phản xạ thần thần để vô điều bên kia thì gần như bây giờ người ta không thể gặp đến nữa. Thì các bạn đừng có nhắc lại, không không nên nhắc lại cho nó nữa, bởi vì cực kỳ hiểm, và bởi vì cái bằng chứng có càng ngày thì càng thấy là không có bằng chứng. Mà bây giờ thì y học thì cái bằng chứng, cho nên người ta gần như bỏ cái khái niệm đó rồi, các bạn lưu ý cho. Chính vì vậy hầu như người ta nhấn mạnh đến cái suy thận cấp á, mà tổn thương thận hai bên nhảy xuống một lần là không có, mà thường thường bị một bên còn bên kia nó hỏng rồi hoặc là gần hỏng rồi thì có. À, khi mà nó tắc như vậy thì nó sẽ tăng áp lực ở ống thần ngược trở lên, và tất nhiên rằng là tăng áp lực ở khoang bao mang, và như vậy làm giảm lọc vào thần vậy ha. Đối với suy thận cấp tại thần, tức là tổn thương chủ mô, hay gặp nhất là cái hoại tử thận cấp, giống như hồi nãy mình còn nói là tổn thương do thuốc rapamycin chẳng hạn. Xin lỗi, mời vào. Ơi chào thầy. Dạ, đáng có cái dây mặt thì nội trú. Chị là thầy. Chỗ nào? Ôi dạ, xin lỗi các bạn ấy, xin lỗi các bạn 1 phút thôi nha. Xin lỗi 1 phút thôi, có cái việc hơi gấp chút. Thôi mình lại nhanh. À, đó, cái nếu như mà tổn thương được thần hay là mà gây ra giảm về máu thần cái này thì chúng ta sẽ thăm dò về thể tích máu, thăm dò tại chẩn đoán tại thần thì chắc chắn là mình sẽ sang nhau cả cái xe xét nghiệm để mà chẩn đoán bệnh thần đó, tắc nghẽn thì phải siêu âm nha. Rồi. Bây giờ á có một vấn đề, đó là khi mà mấy đứa gặp một cái bệnh nhân mà nó suy thận thì luôn luôn phải chẩn đoán phân biệt cái này là suy thận cấp hay suy thận mạn, đúng không? Suy thận cấp hay suy thận mạn đó, rồi thôi thì có ba đặc điểm cấp: đặc điểm về tiền sử, đặc điểm về hình thái và đặc điểm về sinh học. Đó, về tiền sử, về hình thái và về sinh học để mình coi cái này là cấp hay mạn. Thì các bạn lưu ý đến tiền sử, ví dụ như là có cái tiền sử cách đây 3 tháng rồi là chuyện khác, là mà trải nghiệm với tính máu trước đây là bình thường, ok rồi làm cấp cái gì nữa. Còn đặc biệt nữa, cái rất là hay đó là khi mà suy thận cấp thì cái bối cảnh nó tương đối là bộc lộ, nó tương đối rõ. Nói cách khác á, là thường thường cái dấu hiệu giảm thể tích, dấu hiệu sốc hay là dấu hiệu trước đó bệnh nhân có uống cái thuốc chi đặc biệt, hay trước đó bệnh nhân có tình trạng nôn mửa nhiều hại cả vân vân, là nó tương đối rõ ràng như vậy. Thì chúng ta phải tìm cho ra cái này để mà biết được cái bối cảnh hay là nguyên nhân của gây ra suy thận cấp này có thể được chưa. Còn tiêu chuẩn về hình thái thì xin thưa các bạn cái này này, tiêu chuẩn của phương Tây, tiêu chuẩn của phương Tây tức là cái mốc thần teo và thần không teo, thì người ta dựa vào siêu âm thần trên 10 cm hay dưới 10 cm các bạn ha. Từ 10 cm trở lên được xem là bình thường, và dưới 10 cm được xem là thần teo đối với các cái tiêu chuẩn của người phương Tây. Còn ở người Việt Nam, các bạn hỏi mình là mình bỏ tay chưa có. Tuy nhiên rằng á, là người ta vẫn có cái hướng đến là một cách phiên phiến thôi, chứ có khuyến cáo của Hội Thần học Việt Nam không nghe. Đó là siêu âm thần dưới 9 cm nha, dưới 9 cm. Ở cái ní thiên lý này mình cũng đã từng cầm đầu dò và đó kích thước thần một cách rất là nhiều bệnh nhân rồi, rất là nhiều người bình thường rồi. Và khi mà tính cái kích thước thần á thì nó có rất là nhiều cách tính các bạn ha, nhiều cách tính lắm. Trước đấy thì các bạn thường sử dụng cái chỉ số sinh lý của người phương Tây, đó là 12 sáu á, tức là thường thường cái thần bình thường họ tưởng rằng là 12, rồi bề rộng là 6, bề dày là 38 phải. Ở người Việt Nam mình á thì nó nhỏ hơn đấy, ở người Việt Nam mình nhỏ hơn. Và rõ ràng là mình nhớ mình làm ra là một cái đồ dài, mình đang nói đồ dài không tốt nghe, siêu âm thần mình đang nói đồ dài không tốt này, đồ dài nhất á, tức là cái chiều dài nhất của thần á là chỉ 10 phẩy mấy thôi. Một bên là 10 phẩy 30 mấy, một bên là 10 phẩy 40 mấy. Đó.
cm thôi. Nếu như vậy không thể này nào lấy cái tiêu chuẩn là 10 là bình thường được, của mình là nó nhỏ hơn so với phương Tây một chút. Thì bạn lưu ý như vậy thì có thể tiêu chuẩn hình thái là chi à, thần tương đối bình thường chứ nó không teo đó, thì đó là nghiêng về da cái suy thận cấp. Còn tiêu chuẩn sinh học có nghĩa rằng là đối với những bệnh nhân bệnh thận mạng nó có thiếu máu, nó và hạ canxi máu, và thêm một cái nữa nó có tăng huyết áp đây, thì nó sẽ gây ra là nó sẽ nghiêng về suy thận mạng. Còn suy thận cấp ra nó không thiếu máu, không hạ canxi máu và không tăng huyết áp. Tuy nhiên cái tăng huyết áp người ta bỏ bởi vì bây giờ thì cái tỷ lệ tăng huyết áp nguyên phát trong dân, trong người lớn nó cao quá. Chính vì cao quá nên anh thả tăng áp vô là anh lẫn lộn ngay. Và nếu như một bệnh nhân nào đó họ bị tăng huyết áp nguyên phát, bây giờ tự nhiên họ bị suy thận cấp đưa vô đồ và nên tăng áp rồi và thôi suy thận mạng nó nóng phải. Tuy nhiên đừng có bỏ mà uổng. Mình lấy ví dụ như đi ha, để phân biệt suy thận cấp và suy thận mạng ở một cái người trẻ, một cái đứa trẻ khoảng chừng 20 tuổi, 21 tuổi vào viện có suy thận đúng chưa, cấp mạng chưa biết, nhưng mà tăng huyết áp, nó lên đến 200 trên 100, 108 trên 95, thì cái đó các bạn phải nghĩ đến là suy thận mạng, do viêm cơ thận mạng là như vậy. Bởi vì không lý do gì chúng ta có thể giải thích một đứa trẻ 20 tuổi mà cái này là tăng áp nguyên phát cả. Đấy, dạng như vậy. Cho nên là gì? Đó cũng là một tiêu chuẩn. Trong một số bối cảnh chúng ta vẫn chấp nhận là có thể có lời khi chúng ta phân biệt giữa suy thận cấp và suy thận mạng. Vậy ha. Như vậy mình nhắc lại là có ba đặc điểm để chẩn đoán phân biệt giữa cấp và mạng khi đứng trước một bệnh nhân có suy thận. Đó là bám sát tiền sử trên 3 tháng mạng tính, dưới 3 tháng cấp tính, và cấp tính thông thường có những cái triệu chứng khá rõ về bối cảnh của suy thận cấp. Rồi, đó là tiêu chuẩn về tiền sử, tiêu chuẩn về hình thái, thần teo, mạng, thần bình thường, cấp. Tiêu chuẩn sinh học, thiếu máu, tăng huyết áp, hạ canxi máu, mà không có ba cái đó cấp đấy ha. Đó. À, tất nhiên là có một số ngoại lệ, cái này như trong sách có rồi, mình sẽ chắc mình được qua. Tức là trong sách mình có là gì? Tức là họ nói rằng suy thận cấp thì không được thiếu máu, nhưng có trường hợp thiếu máu. Có trường hợp thiếu máu. Đó là gì? Đó là có những trường hợp thiếu máu. Thiếu máu này nó gây ra có thể từ suy thận cấp gây ra, nhưng cũng có thể là nó gây ra suy thận cấp. Mình lấy ví dụ một cái trường hợp xuất huyết, xong xuất huyết nó chảy máu xong hạ áp suy thận cấp, bệnh nhân họ vô viện mình à, thấy bệnh nhân có thiếu máu, à, thấy bệnh nhân có suy thận cấp, có suy thận, mình tưởng rằng à, như vậy chắc là suy thận mãn phải đó. Bệnh nhân có thiếu máu xong đưa đến hạ huyết áp chảy máu quá, xuất huyết quá, hạ huyết áp xong đưa đến gì, đưa đến suy thận cấp. Vô viện mình chỉ biết là có suy thận và có thiếu máu, mình chẩn đoán suy thận mãn đúng. Tuy nhiên cái này chúng ta phải phân biệt rất rõ ở chỗ đó là cái thiếu máu của nhóm bệnh nhân cấp này ấy, tức là thiếu máu cái suy thận cấp ấy, thường là thiếu máu cấp chứ không phải thiếu máu màng đấy. Còn thiếu máu trong suy thận màng là bắt buộc là phải thiếu máu màng đấy. Cái này nếu như mà có thời gian để quay trở lại trong ba suy thận màng ấy, thì mình sẽ bàn các bạn về chuyện này không khó. Rồi còn thiếu máu suy thận cấp, suy thận cấp á thì thường họ nói là không có hạ canxi máu ra đấy, nhưng bây giờ vẫn có thể có một số trường hợp hạ canxi máu nha. Ví dụ như là do hủy cơ van, hủy khối u. Ngược lại cũng có một số trường hợp các bạn sẽ thấy suy thận màng nhưng mà tăng canxi máu, chắc phải hạ hơi đặc biệt, nhưng mà đó là gì, đó là suy thận màng ở giai đoạn sau khi có cường tuyến cần giảm tự phát tăng canxi máu luôn. Đấy, như vậy ha, tích số canxi phosphorus là cao. Rồi còn tiếp theo là suy thận mạng có kích thước thận bình thường hoặc lớn. Cái này thì các bạn biết này, hồi nãy mình còn nói là suy thận mạng thì thận phải teo, nhưng mà thận đa nang còn teo được đấy, thận đa nang nó không teo, thận đa nang cả nang nó dạng như vậy ha. Còn đại tháo đường thì thực sự ra nó giai đoạn đầu thôi, giai đoạn đầu thì nó có cái tình hiện tượng tăng chức năng và phì đại, trong cái triệu chứng đó tăng chức năng và phì đại,
à, kể cả cả cái cấu trúc của thận, và lúc đó thì kích thước thận có thể bình thường hoặc lớn hơn chút, thường là bình thường là thấy được đây cái tổng teo là như vậy ha. Rồi nghi ngờ cần làm gì đấy để sao ha, thời gian. Ok, thiên cấp 6 thần như tắc nghẽn á, các bạn nhớ á, tắc nghẽn, cho nên là tại nếu tắc nghẽn thì người ta khuyên rằng là các bạn sẽ phải thăm dò về chẩn đoán hình ảnh, và cái mà chẩn đoán hình ảnh được xem, thăm dò được xem là hàng đầu, đó là siêu âm thần nhé, siêu âm thần là hàng đầu. Còn nếu như sử dụng CT scan thì lưu ý không được dùng thuốc để chẩn đoán cái sự tắc nghẽn sau thận, và không được dùng thuốc, bởi vì trường hợp này dùng thuốc cảm quang bệnh nhân chỉ có thể nặng hơn mà thôi, do bệnh nhân là suy thận ha. Đó. À, siêu âm là thăm dò ưu tiên các bạn ha. Rồi à, đại đa số nguyên nhân của suy thận cấp là sỏi hệ tiết niệu, ngoài ra còn có thể do u, do viêm đúng không, sơ hóa xa phúc mạc, mình gặp cái xa phúc mạc bị cái gì hả, bị cái ung thư cổ tử cung, sau đó thì người ta bắt đầu phẫu thuật xong rồi thì có hiện tượng xâm lấn, người ta phải xạ trị, khi người ta chịu tía các bạn, chiều tía thì chiều tía tại cái vùng này rồi là nó chới luôn hai cái niệu quản, ba hai niệu quản nó bị téo lại do tía. Bệnh nhân chạy tía xong về và khoảng chừng tuần sau vô viện vì suy thận cấp đấy, cái là thi dễ đặt cái WG xong ok téo téo hai cái niệu quản lại và suy thận cấp sau thận vậy ha. Rồi dạng như vậy tại đây các bạn lưu ý, cho lưu ý để mà tìm thôi, người trẻ thì là chủ yếu là sỏi ha, người già thì tìm thêm cái u vậy ha. Điều trị suy thận cấp sau thận là phải dẫn lên nước tiểu bằng mọi cách khác nhau đấy, thì cái này như vậy thì nếu như là dẫn lưu thì rõ ràng á, là điều trị suy thận cấp sau thận gần như là một cái điều trị cấp cứu của ngoại khoa, của niệu học chứ không phải của mình. Các bạn biết luôn là như vậy hẳn sẽ có một cái hơi khó thôi, mà chúng ta cần phải can thiệp nếu các bạn hoạt động trong cái môi trường nhiều học, môi trường thần học, thì sẽ thấy trong nếu như trong trường hợp này á, thì các bạn biết là bệnh nhân họ vô viện với một cái suy thận cấp, ure nên tăng rất cao, bệnh nhân có một cái tình trạng ứ nước rất là dữ, nếu ứ mủ thì còn ghê rồi, thì ứ mủ là phải cấp cứu rồi được chưa? Nhưng mà như vậy thì sao, bây giờ mổ được không, mổ gây mê sao, và như vậy thông thường á các bạn sẽ được hay là sẽ bị mời hội chẩn để mà xử lý bệnh thận khi mà người ta sẽ can thiệp là chú bình thường đấy, dạng như vậy. Thế cái chuyện chúng ta sẽ phải hội chẩn để có thể chia sẻ với họ cái trường hợp khó khăn này. Trường hợp mà chẩn đoán và điều trị chuẩn nhất trong một cái suy thận cấp rõ, bạn có thể lọc máu xong người ta phẫu thuật thì bình thường đúng không, lọc máu buổi sáng buổi chiều chuyển xuống phẫu thuật, tất nhiên rằng là người ta sẽ rất là cân nhắc cái chuyện sử dụng heparin và có thể trung hòa heparin hoặc là sulfat, hoặc là có thể dùng ít heparin, hoặc là có thể thừa ra thì để cho heparin nó hết được khi người ta phẫu thuật dễ đó. Rồi thôi, còn nếu không nữa thì các bạn cũng biết luôn là nếu như những trường hợp vô điều cấp cứu mà cần thiết phải xử lý ngay do cái hiện tượng tắc nghẽn thì các bạn vẫn có thể đề nghị người ta chọc troca để mà dẫn lưu thận cấp cứu bằng được ha. Rồi nè, à có một cái lưu ý đó là khi mà thần được giải phóng các bạn thì nó sẽ có một cái pha tiểu nhiều liền, đặc biệt cái tắc nghẽn này này, bây giờ các bạn giải phóng đường niệu một cái thì thường á, là nó có cái pha tiểu nhiều đi ra sau đó rất là nhanh, cho nên là lưu ý luôn nếu như mà chẩn lưu nước tiểu được rồi, tức là giải phóng cái tắc nghẽn đến sau, thì chúng ta sẽ phải lưu ý để có thể điều chỉnh nước điện giải cho bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân ra nước tiểu nhiều quá sau khi giải phóng á, thì chúng ta phải bù được điện giải thậm chí phải truyền cho bệnh nhân ha. Nên nhớ cái đó chút. Đó. Rồi còn suy thận cấp chức năng thì dễ rồi ha. Các bạn biết là nó sẽ mất được ngoài bao là chủ yếu làm giảm cái huyết áp. Làm giảm huyết áp xong rồi thì giảm cái lọc cầu thận, làm cho cầu thận nếu như mà mình đưa được cái huyết áp lên cao vậy là ok thôi nha.
đưa được áp lên cái thì chức năng của thận sẽ giảm để ok là. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là nếu như chúng ta sử dụng cái chúng ta điều trị chậm đi, muộn đi, cái tình trạng huyết áp nó vẫn cứ tiếp diễn, đó là bị hạ mãi vậy trong hồi sức chẳng hạn, thì chắc chắn rằng cái suy thận cấp đó đôi lúc để kéo dài khó cứu. Ngày trước thì người ta đưa ra một cái mốc, nhưng bây giờ thì người ta là cái mốc đó là 72 giờ, tức là người ta nhận thấy rằng nếu như suy thận cấp chức năng mà kéo dài đến 72 giờ thường là các bạn không thể nào cứu nó được nữa, trở thành suy thận cấp thực thể rồi, chứ không có cái chuyện là chức năng nữa. Nói như vậy có nghĩa rằng là khi mà suy thận cấp xảy ra thì suy thận cấp chức năng tức là do hạ huyết áp, thì cố gắng mình điều huyết áp lên cho ổn để cho chức năng thận nó về, còn nếu càng để chậm thì khả năng suy thận cấp chức năng càng càng nặng nề và chuyển qua suy thận cấp thực thể, tức là tổn thương thận luôn. Cái việc mà tổn thương thận là đại đa số là do cái hiện tượng thiếu máu thứ phát thế này. Các bạn nhớ cái hồi mà mình có nói về cái cơ chế của tưới máu thận á, thì cái thận nó được tưới máu bằng cái hệ thống động mạch thận, nó chia nhỏ 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 dần đến động mạch cung, chia nhỏ nhỏ nữa thì nó đến cái tiểu động mạch để đi vào trong cái chủ bộ, đi vào trong phòng bao bán, đi vào trong cầu thận á. Đây thì cái tiểu động mạch đến là đi vào và nó chia ra một cái chùm bao mạch gọi là chùm bao mạch Malmkey. Chùm bao mạch đó thì nó chỉ làm nhiệm vụ lọc máu ở trong trong khoang bao man đó thôi, ở trong chỗ trong ở trong 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 cái cầu thận thôi. Sau khi nó lọc máu xong á thì nó lại chảy ra, tức là khoảng khoảng 1/10 cái nước máu nó chảy để nó lọc ra cái khoang bao man để tạo thành cái primary, còn lại 9/10 là nó lại chạy đến cái tiểu động mạch đi và nó đi ra khỏi cầu thận. Khi nó đi ra khỏi cầu thận á thì nó không về ngay cái tĩnh mạch thận đâu, bởi vì nó vẫn là máu đỏ, nó vẫn là máu động mạch, nó chưa trao đổi oxy mà, nó chỉ có lọc cái dịch lọc cầu thận đó thôi. Thì cái hệ thống mạch máu khi ra khỏi chùm bao mạch Malmkey, ra khỏi cầu thận thì nó chạy đến, nó xòe ra thêm một đống cái hệ thống bao mạch và nó cuồn quanh để nuôi dưỡng hệ thống ống thận, và lúc đó thì nó mới làm chức năng nuôi dưỡng. Đây, làm chức năng nuôi dưỡng rồi sau khi mà nó nuôi dưỡng hệ thống ống thận xong á, tức là lúc đó nó trao đổi oxy và máu đỏ thì trở thành máu đen, thì nó bắt đầu nhập dần lại và nó về theo tình hệ thống tĩnh mạch thận. Dạ như vậy. Cho nên sao? Các bạn sẽ biết rằng là nếu như huyết áp chúng ta mà không giữ, tức là huyết áp bệnh nhân bị hạ xuống, là bệnh nhân bị hạ xuống thì ngay lập tức mức lọc cầu thận thì giảm, bởi vì lọc cầu thận phụ thuộc huyết áp rất là dữ, huyết áp giảm cái chức năng lọc giảm đi, cầu thận thì giảm ào liền đó ra. Nhưng sẽ có một cái hiện tượng thiếu máu thứ phát của hệ thống ống thận về sau, bởi vì ngay cầu thận mà không còn đủ lọc làm rắn mà ra khỏi cầu thận để nuôi dưỡng cái dải ống thận về sau. Cho nên nếu như mà chúng ta vẫn để cái tình trạng huyết áp hạ kéo dài mà không kéo lên tốt và sớm thì ống thận nó sẽ bị hoại tử ra thiếu máu. Cho nên rất dễ dàng nếu như chúng ta không điều trị tốt, nhanh, kịp thời cái suy thận cấp chức năng thì nó sẽ dễ dàng chuyển qua suy thận cấp thực thể. Đó là cái mà các bạn cần lưu ý cho ha. Có cái bạn phân biệt suy thận cấp chức năng, suy thận cấp thực thể các bạn đọc được. Trong đó có cái chỉ số mà hay bị hỏi là chỉ số urea máu các bạn này. Còn những cái dưới này là những cái mà người ta khẳng định là có cái hiện tượng cô đặc tiểu trong những cái chức năng là dễ rồi. Đây, có cái chỉ số urea trên creatinine máu làm trong cùng một thời điểm á, đó thì để chẩn đoán phân biệt giữa suy thận cấp chức năng và suy thận cấp thực thể các bạn ha. Lưu ý cho là cái này hàng đơn giản thôi, nhưng mà nó có hai điểm mà các bạn cần lưu ý, bởi vì nội trú là phải nắm. Đấy là nó chỉ là suy cấp chức năng các bạn nhé. Có nghĩa rằng là khi mà bệnh nhân bị suy cấp chức năng, khi huyết áp nó hạ thì sao? Khi huyết áp mà nó hạ xuống á, thì bệnh nhân mình nói hồi nãy là nó kích thích một loạt cái hệ thống, trong đó có hai hệ thống chính tác động đến ống thận,
đó là hệ thống của aldosterone, tăng tiết aldosterone, và hệ thống thứ hai đó là hệ thống ADH, hormone chống lời điều, để nó tăng tải hấp thu ở thận một cách dữ dội, bù vào cho cái thể tích máu đang bị giảm, cái tình trạng mất nước ngoài bào. Thì khi mà nó tăng tiết các cái aldosterone và ADH đó, thì vô tình là cái gì, nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng tải hấp thu rất dữ ở ống thận. Và khi mà tải hấp thu thì các bạn biết rồi, thì nó tải hấp thu muối, tải hấp thu nước rất dữ ở hệ thống ống thận, và vô tình nó kéo luôn thằng ure vào. Thì các bạn biết là ure và creatinine thì nó được thải ra ao ạt, được thải ra một cách rất là ồ ạt, thụ động ở chỗ lọc cầu thận, nó cứ ra thế, nó nhỏ cứ ra vào. Những gì khi chạy qua hệ thống ống thận thì ure và creatinine nó có khác nhau trong vấn đề tải hấp thu. Ure được tải hấp thu khá nhiều ở ống thận, nhưng creatinine tải hấp thu rất ít, nó có thải ra một chút đấy. Như vậy thì creatinine không được tải hấp thu ở ống thận, bởi vì creatinine nó rất to hơn ure, và creatinine nó không được tải hấp thu ở ống thận. Cho nên khi mà các bạn biết là trung cấp chức năng ấy, khi mà bị giảm huyết áp hoặc khi bị mất ngoài bao, thì hệ thống ống thận nó tăng cường tải hấp thu rất dữ, thì hình vô tình nó kéo luôn thằng ure vào mà nó không kéo được thằng creatinine. Hậu quả của cái việc đó gây ra một cái hiện tượng chấn nhau giữa ure và creatinine trong máu. Nói cả khi các bạn thấy rằng là mình định lượng ure và creatinine trong máu mà tự nhiên thấy chỉ số ure trên creatinine tăng cao, tất nhiên là chúng ta phải nhân cái ure cho 1.000 đúng không, bởi vì bên này là micromol còn bên kia là milimol mà, thì nhân thành ngàn đó, chia cái bậc mà hàng trên 100, lúc đó là chức năng. Vì lý do gì, mình suy ra suy ngược lại thôi, đã có sự hiện tượng tải hấp thu rất dữ, làm tải hấp thu thêm cái ure, làm cho cái sự giảm đi hoặc là thay đổi đi của cái ure nên nó không tương xứng nhau, nó tăng lên nhưng creatinine tăng vừa phải, còn ure tăng dữ dội cho tăng thêm cái hiện tượng tải hấp thu ở thằng nữa là như vậy. Cho nên là các bạn lưu ý cho một vấn đề khác nữa là các bạn nên lưu ý chỗ này, cái bây giờ nó không có thời gian nhưng mà mình sẽ nói luôn, đó là cái hội thần học Hoa Kỳ ấy, nó đưa ra một cái chỉ số khá thấp, đó là 20, các bạn để ý không? Có cái chỗ số 20 thì các bạn đừng sử dụng số 20 đó, nó sai, bởi vì 20 đó là nó đưa ra cái số BUN nè, tức là cái đó là ure nồng độ nitrogen, nitơ của ure máu, nó không phải là ure máu các bạn đấy. Thì các bạn sẽ lưu ý cho là cái đó khác nhé. Và nếu như các bạn dùng chỉ số 20 đó là các bạn phải định lượng bún này, định lượng bún tức là nồng độ nitrogen trong cái nitơ đó, thì ở trong định lượng nitơ trong ure thì mới ok. Dạng như vậy thì các bạn về đọc lại kỹ cho bạn cái chứ không, bởi vì cái thằng ure thì như vậy là nó 60 đúng không, 60 đến tâm à 60 thì ở trong tương tự 60, thì ở trong đó nó về nitơ là chỉ có bao nhiêu ta, nitơ thì chỉ có 14 nhân cho 2 là 28 thôi, dạng như vậy, khoảng đó khoảng 2 nitơ trong đó thôi, trong 60 thôi. Như vậy thì các bạn biết rằng là cái BUN với ure nó khác nhau đó, nó khác nhau hoàn toàn khác nhau luôn. Và bây giờ thì các bạn nếu sử dụng cái khuyến cáo của thần hóa Hoa Kỳ ấy, và BUN ấy, thì các bạn sẽ thấy rất lưu ý khi chúng ta chuyển đổi qua, nếu như mà chúng ta không để ý, chúng ta không nhấn cái hệ số của nó là 2,314 vậy, nhấn vào đó nữa thì khi đó mới được là như vậy ha. Rồi các bạn lưu ý cho cả mình không có thời gian để nhiều, còn bạn nào mà nếu mà thắc mắc nữa thì gặp mình giải thích cho. Rồi điều trị thì cố gắng mà giữ cái việc áp cho ok nha, mình không nhắc. Rồi tuy nhiên rằng á, lưu ý là người ta bây giờ không mong muốn sử dụng các dung dịch cao phân tử cũng như máu để điều trị tốt nữa nha. Rồi ok, thôi chỉ có đọc thôi ha. Trường hợp thực thể thì các bạn sẽ lưu ý luôn là tìm theo từng nhóm nguyên nhân, xem thử nó là nhóm tổn thương ống thận, tổn thương cầu thận, hay tổn thương mạch thận, tổn thương tổ chức kẽ của thận mà
mà phân loại nha. Đây nó có bốn giai đoạn mà mình biết là các bạn sẽ trong điển hình á, điển sinh cấp điển hình nó có bốn giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, giai đoạn khởi đầu chủ yếu là tập tấn công nguyên nhân. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thiểu vô điều, tức là bệnh nhân tiểu được ha, có hội chứng tăng huyết áp máu. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiểu nhiều, đúng không? Giai đoạn tiểu nhiều. Và giai đoạn thứ tư là giai đoạn hồi phục. Thì các bạn lưu ý này, cái giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn thiểu vô điều này, là giai đoạn nặng nhất và bệnh nhân thường thường tử vong trong giai đoạn này. Và tử vong giai đoạn này chủ yếu là do cái bệnh nó nặng, và đặc biệt là do hội chứng tăng huyết áp máu cấp quá nặng cộng với cái rối loạn của nó. Rối loạn hàng đầu là tăng kali máu, cái này các bạn đọc bài tăng kali máu ha, mình không nói nữa. Tuy nhiên rằng á, là khi mà nó đã thoát qua khỏi giai đoạn tiểu 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 ít rồi á, thì nó sẽ chuyển qua giai đoạn tiểu nhiều, thì coi chừng. Và nếu như bệnh nhân đã chuyển qua giai đoạn tiểu nhiều mà mình để cho chết là do mình theo dõi không kỹ chưa, mình chỉ nhắc là trong cái giai đoạn tiểu ít mà chuyển qua giai đoạn tiểu nhiều thì các bạn cần phải theo dõi rất rất kỹ càng, rất rất kỹ càng, và ít nhất phải một lần một ngày, về đặc biệt là về điện giải. Ví dụ như ngày hôm trước các bạn mới đang dùng kali máu điều trị tăng kali máu, thì ngày hôm sau có chừng bệnh nhân kali máu nó còn hai thôi, các bạn đẩy vô nửa cái nữa thì bệnh nhân tử vong do hạ kali máu, dạng như vậy ha. Đấy, cho nên mình chỉ lưu ý thôi, đó là cái việc thay đổi về bệnh cảnh hay về giai đoạn của bệnh nhân suy thận cấp thì chúng ta phải theo dõi bám sát, và cái liệu pháp điều trị của chúng ta phải thay đổi theo vậy ha. Rồi, cái đoạn phục hồi các bạn đọc nha. Rồi, tức là từ một và đến hai, từ đến ba và đến ba, họ mới tăng 353,6, 354 đó, đột quỵ. Cái mình đừng vô phạt là chỉ 1.500, đúng không? Là như vậy. Cho nên thường thường của mình nó sẽ cấp 5 và 3. Đây, đây là của repo đấy, các bạn đọc nha. Có một ok, đây, các bạn lưu ý cái này cả. Đối với điều trị suy cấp thực thể ấy, thì tất nhiên rằng là các bạn thì dùng lợi tiểu. Cái việc dùng lợi tiểu thì mình xin phép báo cáo thế này này. Dùng lợi tiểu thì chủ yếu là nhóm furosemide thôi nhé, còn cả cái thuốc khác mà giống như ngay cả manitol bây giờ người ta cho chủ yếu là lợi tiểu coi. Thì lợi tiểu coi thì chủ yếu là một furosemide, hai butyrate thôi, tức là một là furosemide, hai là butyrate butyrate hả. Thì lời tiểu coy á, là nó rất tốt, nhưng các bạn phải khẳng định là nó thừa nước các bạn mới được sử dụng. Còn lời tiểu coy thì tuyệt đối không được sử dụng khi bệnh nhân bị suy thận cấp mà nguyên nhân trước thận và nguyên nhân sau thận. Trước thận và sau thận các bạn phải chọn gia đình furosemide này, chọn gia đình tuyệt đối luôn, và lời tiểu nha. Còn lại á, thì bây giờ là suy cấp thực thể rồi, tại thận rồi, thì các bạn dùng furosemide không? Các bạn dùng furosemide với điều kiện là bệnh nhân đó đang bị thừa nước, tức là bệnh nhân đang bị ứ nước, mà chắc chắn là ứ nước. Nếu như bệnh nhân thiểu nhiều vô điều, ứ nước lại phù to lên, đúng không, thì các bạn dùng furosemide dùng bàn tay. Đấy, dùng bàn tay ha. Đó. Và tất nhiên rằng là người ta có một số cái đề nghị khuyên trong cái bối cảnh điều trị suy cấp hiện nay. Trước kia thì người ta sử dụng dopamine liều thấp, cái này các bạn nào đi tim mạch thì hay dùng dopamine, đúng không? Dopamine nó có ba nhóm liều vậy. Dopamine liều thấp tức là liều của nó là dưới 5 microgram trên kg trên phút, đúng không? Liều trung bình là khoảng trên 8 đến 12 microgram trên phút, và liều cao thì nó khoảng chừng 15 20 đến 20 mg trên phút. Đó. Dopamine liều thấp thì nó kích thích dopamine kích, cho nên là nó có một cái vai trò rất quan trọng trong việc giãn mạch tạng. Chính vì vậy khi dùng dopamine liều thấp thì người ta mong chờ giãn mạch tạng, với cái hiệu ứng đó là có thể gây ra hiện tượng tăng tụ máu cho các cái cơ quan nội tạng, và người ta khuyên là tăng tụ máu cho thận. Cho nên là từ trước đến nay người ta vẫn thấy rằng đôi lúc khi bệnh nhân bị cái suy thận cấp hoặc tổn thương thận cấp thì người ta sử dụng dopamine liều thấp với mong chờ là tăng tụ máu cho thận.
Tuy nhiên những cái thống kê gần đây và đặc biệt là người ta có nghiên cứu so sánh nhận thấy rằng là sử dụng dopamine liều thấp chả có lợi gì cả, kể cả trong dự phòng lẫn trong điều trị bệnh thận cấp tính. Cho nên là có một cái câu khuyến cáo luôn, một khuyến cáo ở mức độ 1A các bạn ấy, 1A ở Mỹ mà các bạn không theo là cái bằng bay cái tấn liền đó. Đây, chúng tôi khuyến cáo không sử dụng dopamine liều thấp để dự phòng và điều trị tổn thương thận cấp, và mức độ khuyến cáo 1A các bạn quên dopamine liều thấp trong việc điều trị tổn thương cấp nữa nghe bỏ rồi hồi trước này hay dùng lắm rồi. Còn đối với lời tiểu thì người ta vẫn có cái khuyên như bạn nói hồi nãy, đó là gì? Chúng tôi khuyến cáo không sử dụng lời tiểu để dự phòng tổn thương cấp. Dự phòng là không à, có nghĩa rằng là đối với những cái trường hợp nào mà có nguy cơ, có yếu tố nguy cơ cao của tổn thương của tổn thương cấp thì ôi chồng cái đi bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao quá thôi chắc mình dùng lời tiểu để dự phòng đi để cho khỏi bị ngọ, người ta cấm không dùng lời tiểu để dự phòng tổn thương cấp. Còn đến đối với điều trị thì người ta khuyên thế này. À, khuyên cho mình là không sử dụng điều trị để điều trị tổn thương thận cấp thì dùng lời tiểu để điều trị, ngoài trừ trường hợp là bệnh nhân có quá tải, tức là khi mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân đó có tổn thương cấp suy thận cấp mà nó ứ nước, có tình trạng phù tiểu ít và xuyên sạc đúng không, ok lúc đó chúng ta có thể sử dụng. Như vậy mình nói rồi là nếu như có bằng chứng của ứ nước thì chúng ta sử dụng. Còn nếu không không có bằng chứng của bệnh nhân thiếu nước, tức là thừa thừa nước lại, tích nước lại, không có thiểu vô niệu, không có ứ nước, không có phù vân vân thì không dùng vậy ha. Khi có tăng kali máu, điều trị tăng kali máu, cái này các bạn có bài tăng kali máu rồi khỏi cần nói đúng chưa. Đó. Điều trị toan chuyển hóa, điều trị lọc ngoại thận ấy rồi ok. Các bạn lưu ý luôn là điều trị lọc ngoại thận á, tức là điều trị toan chuyển hóa là phải làm, nhưng mà điều trị lọc ngoại thận á thì xin thưa là đấy là cái phương pháp mà được giúp cho cái thận nó nghỉ ngơi và nó tự hồi phục, và ha nó lọc các cái chất độc ra, điều chỉnh được nước điện giải và thậm chí là có thể bồi phù được, giữ được cái việc động rất là tốt. Cho nên là cần làm. Đại đa số thì người ta sử dụng thận nhân tạo, trong một số trường hợp nếu như cơ sở không có thận nhân tạo chúng ta vẫn dùng lọc bằng bụng cấp cứu được ha, này dạng như vậy. Các bạn lưu ý luôn là không bao giờ nghĩ rằng trong đầu là suy thận cấp rồi cho mình dùng một lọc một lần nữa bằng hết, và lọc bao nhiêu lần là tùy thuộc vào đáp ứng của bệnh nhân đó được chưa, và chúng ta phải theo dõi rất kỹ để có thể chỉ định lọc lại lần hai, lần ba, lần bốn và nhiều lần nữa được chưa. Đó. Đối với cái chỉ định lọc máu cấp cứu hiện nay ấy, thì người ta khuyên rằng là phải theo dõi rất là kỹ và lọc máu khi có một số vấn đề như thế này. Cái này á là không có cứng các bạn nhé, cái này không có cứng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu nếu mà phích cứng là sai. Mình lấy ví dụ như là họ nói nếu như tăng kali máu trên 6,5 thì phải lọc, không phải. Trên 6,5 các bạn điều trị nội khoa mà sau đó khoảng chừng nửa giờ là ok. Tim về bình thường. Kali máu về con này 5,5 ok, có lý do gì mà còn lọc hết. Là như vậy. Đó, cho nên sao? Tẻ ra là chỉ định lọc cấp báo cấp cứu cho bệnh nhân suy thận cấp nó có những cái vấn đề là gì? À, bệnh nhân nặng như vậy và đáp ứng với điều trị nội khoa rất kém. À, khi suy thận cấp nặng mà gọi đe dọa tính mạng, ví dụ như là kali máu tăng cao kèm với loạn điện tâm đồ nhưng không đáp ứng với điều trị nội khoa các bạn nha. Rồi, khi có pH máu dưới 7,2 quá nặng luôn ha, hoặc là gì ứ nước quá nhiều, lợi tiểu bệnh ra phù to xuyệt sạc và thậm chí là khó thở là như vậy, bệnh nhân vô niệu nặng và có nhiều các cái biến chứng, nhất là khi nằm khoảng chừng một tuần lâu đó có biến chứng rất là dễ nặng hơn là như vậy, thì đó là những cái chỉ định có thể lọc máu cấp cứu. Và nhớ luôn là chúng ta không phích cứng lọc máu cấp cứu mà phải theo dõi liên tục để có thể lọc, và thậm chí lọc lần một xong đánh giá lại lọc lần 2, lọc lần 3 và nhiều lần nữa. Đấy.
Đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân đã chuyển qua giai đoạn tuổi nhiều rồi, thì mình nhắc hồi nãy rồi, đã qua giai đoạn tuổi nhiều thì cái việc theo dõi lâm sàng, xét nghiệm hàng ngày có vai trò quyết định. Và bệnh nhân thường chết trong giai đoạn này do mất nước và rối loạn điện giải. Cho nên nếu như mà chúng ta để mà chết trong giai đoạn này thường là lỗi của cơ sở y tế, vậy ha. Rồi thôi mình nghỉ cái đã nghe phát này, từ từ nè, mình coi các bạn có thể là gặp các bạn khi nào nhé. Chiều mai được không mấy bạn? Dạ được thầy ạ. Chiều mai hả? Dạ cũng 2 giờ phải thầy. Rồi.